Anh em có nhu cầu mua hàng Free Fire, truy cập ngay web và 24h.com, uy tín, nhanh gọn và tính bảo mật cao. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục trở lại với những cái trận đấu đi solo squad thôi. Nhưng mà nó sẽ có một điều khác một chút xíu so với những trận đấu solo và những cái trận đấu team. Đó chính là những cái trận đấu mà mình đi solo squad ấy, thì mình sẽ lắp skin súng vào. Còn đối với những trận mà đi solo hoặc là những cái trận đấu mà mình đi team thì mình sẽ không dùng skin nha anh em. Tại vì là khi mà mình bắn đi solo squad ấy, nếu mà không có skin thì không thể nào chơi lại được mấy thanh niên kia được anh em ạ. Đó, các bạn ấy đã bắt đầu dí mình từ phía sau rồi này. Rồi, én thôi anh em ơi. Ôi, 30 máu. Hy vọng là đừng có gãy đầu game. Mình nhé này. Rồi, xuống tạm ở đây đã. Tí nữa thì chết anh em ơi. Tí nữa thì mình gãy luôn từ ban nãy rồi. Rất may, một trận đấu khá là may mắn. Trời ơi, mãi mà không thấy súng đâu. Giáp này. Mình sẽ đi qua cái khu vực nhà gà. Đó. Lại làm mìn nữa à? Đây rồi. Đã có cây SK. Thơm rồi anh em ạ. Ít nhất thì cũng có cái để cầm rồi. Lại mìn nữa này. Đậu xanh cái trận đấu ngày hôm nay. Đâu ra mà lắm mìn thế không biết. Nãy giờ phải đến 4 5 trái mìn rồi. Lại mìn nữa. Trên này có gì không? UMP. Mình đã có luôn thêm một cây súng tiểu liên. Như vậy là ngon rồi. Đủ bộ súng. Mặc dù là nó chưa hết sức ngon, nhưng mà như này ổn rồi. Thơm rồi đó anh em ạ. Một cô nàng vừa chạy qua. Ok, team đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay đã bị clear. Một cô nàng cuối cùng còn sót lại của một cái team nào đó thì mình không rõ. Đó, bơm máu thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại mình trả thù mấy cái thanh niên ban nãy bắn mình này. Không biết là các bạn ấy còn ở cái khu vực phía trên không, hay là đi săn rồi. Những cái người mà vào những cái khu vực trung tâm ấy, thường người ta có cái máu đi săn nhiều lắm. Nên là đa phần sau khi lúc đồ sơ sơ là bắt đầu đi săn liền à. Rồi, đi thôi. Ở đây vẫn còn nấm này anh em này. À, mấy chàng trai vừa rồi thì hình như là không có ý định nhằm muốn ăn nấm. Không biết là mấy chàng trai đó đi đâu rồi. May thế, tự dưng có UAV đi qua.
thấy rồi nha. Né đầu tiên, né thứ hai, né thứ ba. Mình sẽ gạt bỏ mấy bạn này luôn, cho khỏi cứu luôn anh em ạ. Như vậy là cái team đó chỉ còn có mỗi một người. Đâu rồi? Team đó còn có một người thôi anh em ạ. Đây rồi. Ok, như vậy là cái team vừa rồi đã bị clear. Bốn người cùng xung quanh một khu nhà. Ở đây thì theo mình quan sát ấy, thì vẫn còn hai người. Hình như là một người ở cái chòi, một người thì bên dưới nhà cũng kìa. Mình sẽ công lên luôn. Có mìn ở trong căn nhà này. Lên trời luôn anh em ạ. Mình cần phải có một cây MP40. Bạn ấy hình như là thấy mình rồi. Dí mình luôn được. T90 này. Cái chảo này. Lom rom. Thanh niên vừa rồi rất là yếu. Chuyển luôn sang AK để bắn. Ủa ôi, bị dí rồi. Mình đang rất cần một cây MP40 nhưng mà vẫn chưa thấy đâu anh em ơi. Mình sẽ đi lên trên cái khu vực đỉnh đồi để quan sát bên dưới cho nó dễ. Nào. Chạy đi đâu? Bắn mình xong rồi định chạy à? Ok. Ở đây vẫn còn người nha anh em ơi, vẫn chưa hết người. À, thấy rồi anh em ạ. Mình muốn xem là bạn đang di chuyển đi ở đâu, đi đâu. Một bé. Ui. Bay đầu. Bên kia cũng có người đang bắn vào. Chết hết chưa? Một thanh niên chạy vào nữa này. Rồi, công luôn anh em ơi. Chắc là chúng ta cũng chỉ còn mỗi một thanh niên đó thôi. Cái bạn vừa rồi thì mình bắn rất là yếu. Để xem là bạn nấp ở đâu nào. Rồi, bạn chạy đi đâu? Phía sau cũng còn người. Sao nhiều người vậy ta? Bơm máu này. Tự dưng thấy khu vực này đông vui ghê. Đó, một thanh niên phía ngoài bắn liên tục kìa. Nhưng mà không sao, hôm nay mình cầm skin mà, sợ gì. Anh em có thấy cái sức mạnh đáng sợ của skin súng không? SK thì bắn như là MP40, còn AK-47 thì đam to đứng hỏi luôn. Vừa to lại còn vừa nhanh chứ. Hiện tại thì mình đang cầm cây AK dòng lửa. Cây này thì là một trong những cái skin súng mạnh nhất game của chúng ta. Đố anh em tìm cái cây nào mà mạnh hơn được cái skin này đấy. Tại vì á, cái cây AK này nó tăng tới 2 vạch sát thương và 1 vạch tốc độ bắn. Mà anh em để ý mà xem, tất cả những cái khẩu súng nào mà đã tăng sát thương thì sẽ không tăng tốc độ bắn. Mà đã tăng tốc độ bắn rồi ấy, thì sẽ không tăng sát thương. Vậy nên là tự dưng lòi ra cây AK này
vừa tăng sát thương lại vừa tăng tốc độ bắn. Thế nên là cái skin AK dầm lửa này bây giờ đang được các bạn săn lùng rất là nhiều. Ở đâu nhở? Thanh niên sau cái cột điện rất là khôn. Mình đã thử một vài combo để cạo đầu nhưng mà toàn xịt thôi. Tí nữa thì mình cũng gãy luôn này. Hiện tại ấy, thì cái cây trong cái súng AK thì cây AK dòng lửa là ngon nhất. Xong trong cây Famat thì theo mình nghĩ là cây Famat vũ trụ là ngon nhất. Còn trong cái bộ Ska thì mình nghĩ cây Ska thần tình yêu là ngon nhất. Còn về súng cận chiến, đối với cây MP40 thì mình nghĩ là cây MP40 năm mới là ngon nhất. Còn có cây nào ngon hơn thì mình không biết. Tại vì là cái cây MP40 ấy, là người ta không bán trong shop. Người ta chỉ bán có mỗi cây MP40 hoàng kim thôi. Còn đâu toàn là skin súng khác không à. Còn cái cây MP40 game thủ ấy thì nó lại không phải là cây gọi là súng huyền thoại. Mình xin tiếp tục một bé đã gục. Xuống xe. Phía sau lại có người. Gạt giò thanh niên này luôn. Bây giờ thì mình sẽ lên mình gạt giò nốt cái thanh niên ở trên đồi. Mà vừa rồi thì hình như là mình thấy các bạn ấy đã cứu được nhau. Ok, gạt giò đã xong. Mình nghĩ là nếu mà anh em nào mà thích những cái chơi những skin súng ấy thì mình nghĩ chỉ cần chơi ba cây mà mình vừa nói nhá. Với lại thêm một cái cây M4A1 thì cái cây M4A1 anh em có thể cày và mọi người có thể đổi lấy cây kim sư điểu là tốt lắm rồi. Đó, như vậy là gọi là full bộ trúng trường có skin súng huyền thoại. Còn MP40 thì anh em cố gắng kiếm lấy một cây MP40 hoàng kim hoặc là game thủ cũng được. Còn năm mới thì chắc là không thể nào kiếm được vì là năm mới người ta chưa bán. Mỗi cây súng quan trọng thì có một skin là ngon rồi. M4A1 thì có kim sư điểu nhá, AK thì có AK47 nhá, Ska thì có Ska thần tình yêu nhá, còn Famat thì có Famat vũ trụ nhá. MP40 thì lấy cây game thủ đi. Đó, như vậy là ok rồi. Tiếp tục một thanh niên nữa đã gục. Trong một trận đấu thì không thể nào mà chỉ nhặt mình cây Ska được. Vì là nhiều khi nó còn phải tùy thuộc vào cái này cái kia. Nên là anh em mà chơi thì tốt nhất là nên sưu tầm luôn một bộ. Nghĩa là cứ nhặt phải súng nào là chơi luôn súng đó luôn. Có luôn skin. Hiện tại thì trên bản đồ chúng ta còn có 7 người mà thôi. Đối với những cái cây như là phóng lựu hay là Dragon Knot hay là những cái cây SKS ấy, thì thật sự là cũng chẳng cần skin đâu. Tại vì cũng có bắn mấy đâu mà. Đa phần anh em toàn bắn 4 cái cây mà mình vừa kể và cái cây MP40 nữa là hết. Còn bạn nào mà siêu lắm thì bắn thêm một cây shotgun. Nhưng mà shotgun thì nó không cơ động bằng MP40. Ôi. Có giao tranh rất là gắt ở phía trước mặt. Này thì lút đồ này. Bé thứ hai. Còn bé chạy bên dưới đâu. Ok, clear. Tiếp theo là một team bị clear nha em ạ. Và như vậy là trên bản đồ chúng ta chỉ còn có mỗi hai người. Mình và một anh chàng cuối cùng. Không biết là anh chàng cuối cùng đang ở đâu. Ui, lại còn phóng lựu này. Thế này thì chơi bời gì nữa đây. Pha này mà mình thua cái thanh niên kia là mù mắt luôn anh em ạ. Anh chàng đó đâu rồi?
Bây giờ thì lộ diện và tìm nhau và bắn nhau thôi. Giờ con núp thì vẫn phải gặp nhau cơ mà. Nào ra đây. Chúng ta gọi là hàn huyên. Mình chạy như thế này thì nếu mà bạn ấy thấy thì bạn ấy đã bắn. Chắc là bạn ấy thấy mình nhưng mà bạn ấy vẫn không thèm bắn mình luôn. Rồi. Đã xác nhận được là bạn ấy đang trên cái căn nhà đá. Bom keo đã được ném ra. Một viên. Ok, xong. Đó. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình lại tiếp tục được nhân giống rồi. Nếu mà anh em có bất kỳ thắc mắc hay là góp ý gì cho video của mình thì cứ comment ở bên dưới nhé. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.